Hè đến rồi sao? Không, không, không. Hè này mọi người cùng đi làm việc thêm với mình nha. Ok, let's go. Mình là Jenna. Nhưng nếu các bạn đang thắc mắc Jenna là ai ta, thì mọi người chắc chắn không nên bỏ lỡ series YouTube sắp tới của Jenna nha. Mình sẽ thử thách hóa thân vào những nghề nghiệp khác nhau để có thể khám phá được những điều thú vị của mỗi nghề. Úi giời ơi, biết làm rồi. Mạnh vào, lướt mạnh vào xong để tập phanh nào. Chơi cái này phải mò. Mình nghĩ rằng các bạn cũng có thể xem và hiểu hơn về các nghề cùng mình đấy. Vậy nha, hẹn đấy các bạn hãy cùng mình đi tìm đáp án cho câu hỏi Jenna là ai ta? Jenna là ai ta?